bay trả lại trắng môi. Ngọn thủy chiều nó nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lễ Phật. Dạ thì kính thưa ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, hôm nay con Dương Cầm đến với em Quý, nhờ em Quý đọc giảng cho bà con mình cùng nghe. Thì trước khi đọc giảng thì có anh Đức trợ duyên cho em Quý là 1.000.000 đồng. Thì nay con Dương Cầm kính gửi lại em Quý ở đây của mình. Rồi mình cảm ơn đi, cảm ơn bác đi. Cảm ơn đi con, cảm ơn đi em trai. Nói đi rồi. Dạ thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì nguyện đem công đức này thì hồi hướng cho gia đình của anh Đức được dồi dào sức khỏe và làm ăn được phát đạt để có nhiều tịnh tài hơn, giúp đỡ cho nhiều bà con hơn nữa. Và Nam Mô Di Đà Phật. Rồi kính mời anh Quý đọc giảng nha. Hôm nay có cô Tên Xã Tiết hỗ trợ luôn á, bữa nay có duyên quá. Rồi hay hay nha. Thầy thì cũng cái việc mai và cái nhân duyên quý vị, tôi cũng đi một đoạn đường rồi không ngờ là nhỏ em nó cũng đang bị cũng đi chùa mà nó bị cái giò nó bị chẹo gân, rồi cái ghé vô đây cho ông ngoại của cháu Quý nè đặng mà sửa giùm. Nhưng mà không ngờ là đến đây là ngay dân cái nhà của Quý, chứ sự thật ra là hậu duyên chứ không biết, không biết cái nhà này là của Quý. Nhưng mà không ngờ vừa ghé vô xong thì Dương Cầm tính luôn. Ồ cái này cũng dịp may quá quý vị ơi. Thì cũng vừa chứng kiến được là đệ gì quên rồi, có cho Quý 1.000.000. Thì cháu nó cũng hơi bé, thành ra cái sự hiểu biết nó, cái sự hiểu biết nó cũng hơi thiếu kém. Đệ cũng thông cảm giùm cho Dương Cầm. Nam Mô A Di Đà Phật. Thân canh bất mãn công hầu, trông cho lê thứ gặp chầu vinh quang. Ở đâu dân cùng con mây, thân câu danh lời khó kề thần tiên. Tư lương một mươi sầu riêng, Long Thiền đại anh vì thiên cô phần. Ngành ngao tài chi thi ân, biển mình chi hứng đàn lăng vừa kề. Xin phép để đi lợi cho ông cái tay, tay nó cũng đang đi lợi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi tới đâu giúp người khao khát nghi ngặt giếng sâu khô mốc mau đầy, trong suốt ngày làm việc lấy quay dùng giấy mực chân bài đa đức. Biết bao giờ gái trai tình ơi thức trẻ cùng gia đồng hiếu Phật.
nương hùng phong trôi dòng cuồng ca ca cuộc thế ca câu huynh đào bối nhập tuyển trai quá chàng pháo uy khói mịt mù dân xác đầy đường cuộc đời nay như ngựa buôn cương có dừng lại gió cu lập bập mặt nước biển lố nhô lặng nghe hợp chìm đùa bay cả lại trắng mồi ngọn thủy chiều nó nức sục sôi bầu dài đất một phen luân chuyển ta là kẻ tu hành thiên kiến xe thấy trần luân biển đôi đều chứ đâu nào bài gì chớ treo muốn giá tình người mấy trở lại mong sanh chung học điều thông thái gàn tâm lành bác ai trao chia hành động thuyền gấp gấp sớm phía lòng thương chúng phiền răng đồ thế mày nào khác chờ chưa lộ ấy bán rẻ rề ít kẻ hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Nấu nước dông nồi hồng gần chí kiếm tìm chỗ nhân ông tuổi trẻ đầu xanh khoanh tay ghê léo lớn thân tình ta biệt sông thay cảnh đòi lòng nói biệt ly muốn gặp bạn son với linh kỳ nói sức bình xanh quanh nước lò có một ngày chờ hỏi ân thi hồn thơ tiên thánh xanh đảo màu chẳng thấy gì đời mạng gấp thâu tấm tắc ít lời âu diệt trùng
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngô thứ nhất thầy khuyên nên nhớ lòng chung chiên muôn thuở còn niên vô ai nặng nhẹ trăm điều quyết không bỏ lý cao siêu của thầy nhiệt yêu thở đất đang dây con đó chớ ngã lòng không khó tiêu tan việc chi dục ở trần gian là điều quyến hoặc chớ mang trong lòng. Điều thứ hai thầy thì trong đệ tử tình bạn bè phải giữ thủy chung luôn luôn tha thứ y phan dung nhủ khuyên nhỏ nhẹ chấn dùng lời thô dịu dắt nhau điểm tô công quà phải thật tình với cả chung quanh thiết thoại cam chịu đoạn đành dù gì phóng gì thầy dành cho con. Điều thứ ba giảng toàn hành đức tuy bán buồn cơ cực tạo tăng đợi không nuôi lấy tấm thân đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường dù vàng bạc đầy dương tràn tu cuộc trần này chưa đủ con ơi ác văn cũng chỉ một đời thà nghèo trong sạch thanh thơi linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy lực lục thập giai có sức trao rồi thật thà xương máu tâm hôi có cây rau cải cùng rồi bữa ăn đức từ bi lòng hằng thể hiện không sát sanh lòng thiền ta còn lạc trái tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú gì thì cơm trang ngày máu hồng. Điều thứ năm quyết không hờn giận ganh ghét chi cho bận lòng mình con xem giảng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử giống tình vô câu muôn việc đến bắt đầu phá
truyền tranh pháp đạo vàng, tập xong chứ nhận nét bàn không xa. Điều thứ sáu thiết ta thầy dặn ngày hai thời lặng lặng công phu, việc gì dù quá cần cù cũng nhận vài phút tập tu nguyện cầu. Khi gánh việc đồng sâu chờ búa đem sấm kinh, từ cô thầy ban học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh vàng băng khoăn. Điều thứ bảy quyết tăng công quả an ủi người già cả ấm đau, tùy duyên có thể giúp vào lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn hồn muôn tòa, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi thề giữ trong lòng, đương nhiên đắc đạt hồ thoát dòng tự sanh. Hết nổi rồi. Điều thứ chín đạo lành căn bản, giữ làm sao có bạn không thù. Từ nay con nhớ rằng tu à mình nhắn lời khi mặc dù là không. Lời nói sao hòa trong nghiệp ngoài, đừng hơn người nếu phải ép lòng. Không em những chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đèo bồng làm chi. Điều trước hết mà thì đi chăm mà nhớ Phật pháp tăng, còn chớ quên ơn gia đình nghĩa nặng nhiều hơn tình thương xã hội giúp cần thiết cần. Ơn tổ tiên dành phần con trao, nhớ những lời dạy bảo thầy mong. Con ơi hãy khá ghi lòng, bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thì dân. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn em Quý nghe. Cảm ơn nhiều nha. Yeah.